Xin chào các anh chị, xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây đai châu đột biến. Cái này là cây đai châu đột biến ngược. Cái này của nó là cánh nó vẫn màu hồng nhưng mà lưỡi nó trắng tinh. Thực ra thì em cũng muốn là lưu lại cái video này ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa để có một cái tư liệu lưu lại là cái cây này là nó đã có và nó cũng không phải là không có. Có xuất hiện cây đột biến ngược. Thường ấy thì mọi người hay thấy là kể cả phi điệp hay là các thứ thế thôi. Phi điệp tăm vào sắc hay là quế hay là sóc trồn cáo thứ thì đa phần ấy thì là đột biến trắng tuyền hoặc là đột biến là năm cánh trắng. Nhưng mà với những cái trường hợp mà đột biến là cánh mà màu hồng mà lưỡi màu trắng ấy thì nó ít hơn, gọi là đột biến ngược ấy. Cái này thì nó hay xảy ra ở địa lan hoặc là lan kiếm thì là đột biến, nó mới có sự đột biến này. Có nghĩa là đột biến có nghĩa là lưỡi trắng hoặc đại loại lưỡi là đột biến một cái màu khác, còn cánh thì vẫn là màu bình thường đấy. Thì có nghĩa là cái trường hợp này thì nó chỉ xảy ra với lan kiếm với cả địa lan là chủ yếu thôi, chứ còn nếu mà nó xảy ra với đai châu hay là tam màu sắc thì tam màu sắc thì em chưa thấy bao giờ. Phi điệp thì cũng chưa thấy tam màu sắc, phi điệp này, sóc cáo, sóc lào em có một cây, còn cáo thì em cũng chưa gặp. Đai châu thì có cái cây đột biến ngược như này thì nó cũng đâu đó là có mấy cây, thì chung cũng rất là ít, cũng là kiểu dạng đếm trên đầu ngón tay cũng không có nhiều. Các anh chị chơi lan đột biến hoặc là lan đai châu thì cũng có thể tìm hiểu thêm những cái cây mà đai châu gọi là năm cánh trắng thì có rất có nhiều hơn, nhưng còn cây đai châu mà cánh lưỡi trắng, có nghĩa đột biến ngược ấy, lưỡi trắng mà cánh lại màu tím hồng này thì đây là ít hơn. Nhưng đây nó là một cái cây rừng và cái giá trị cây rừng thì và những cái yếu tố mà để nhận ra là cây rừng ấy thì khi mà anh chị mới chơi thì không thể nhận ra được. Còn cái cây rừng mà hay cây công nghiệp thì nó đều có màu trắng tím cả. Bản thân em có những cây đai châu năm cây trắng đột biến ấy thì nó cũng có cả thái và có cả công nghiệp, có cả hàng rừng. Nhưng mà cái việc phân biệt nó thì nó khá là rõ rệt qua thân lá. Nhìn thân lá nó có thể biết được. Như đây thì nó là cái thân lá cây rừng ấy thì nó cũng không có gì là quá đặc biệt hay nổi trội cả. Giống như những cái cây trắng tím bình thường đấy, chứ nó không có một cái đặc điểm yếu tố gì cả của sự đột biến cả. Nó rất là bình thường, như một cây đai châu bình thường như nào thì cái này nó như vậy. Đầu lá rồi thì gân này, những cái sọc. Thì em nói sơ qua về cây, có thể là mọi người chưa nghe cái video về cây đai châu rừng của em thì em nói sơ qua luôn. Cây rừng ấy, thân lá thì nó là thân này, nó to khoảng từ 1 đến 2,5 cm. Cái thân này, lá nó dài khoảng từ 20 đến tối đa là 35-40. Và nó to bản khoảng từ 3 đến 7 cm. Đấy là đai châu rừng. Nhìn chung nó rất là nhiều thể trạng. Thì mọi người nên xem lại cái video cái cây phân tích cây châu rừng ấy. Nó có mấy cái bên nữa. Thì nó có nghĩa là nhiều cây đai châu rừng ấy thì anh chị nhìn sẽ rõ hơn. Còn bản thân đây thì nó chỉ có một cái cây này thì nó là cây đột biến, là nó không ấy. Còn em muốn nói là thân lá nó giống như nhau. Cây nó trừ cái cây mà đai châu trắng rừng ấy thì nó mới là thân này nó sạch này, sạch tinh này. Đấy, còn cái cây đai châu kiểu vấn này vẫn gọi là trắng tím thôi thì nó vẫn chấm bình thường. Thì đây là cái hoa của nó. Thì em mọi người nhìn thấy thì có thể là nhìn nó hơi rối đúng không ạ? Nhìn hơi khó, nhưng mà mọi người nhìn cái bông chính giữa này. Có một cái bông lưỡi trắng tinh và cánh nó vẫn hồng. Cái này thì màu hồng nó khá là nhiều và cây này nó năm nay của em nó rất là yếu. Còn cái cây mấy cây to là em cắt hoa hết, em không để hoa cái nào. Còn cây này thì đợt lúc nó ra nụ thì cây nó vẫn khỏe, nhưng mà khi mà sau khi có hoa cái là cây nó suy, nó vàng lá các kiểu này. Đấy. Thì em cũng quay cái video lại xong rồi em cũng cắt luôn, cắt hoa để giữ cái giống lan này. Thì đây là một cái cây mà hồng lưỡi trắng. Thì đây em sẽ vặt một cái bông ra để mọi người nhìn nó rõ hơn. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây. Cái cánh hoa này vẫn tím đúng không ạ? Đấy, cánh nó vẫn là tím hết. Đấy, nhưng cái lưỡi nó trắng tinh. Thì đây là một cái sự đột biến ngược rất là hiếm.
rất là hiếm gặp trong các loại hoa lan, kể cả địa lan hay lan kiếm, thì được cái sự đột biến ngược này nó cũng rất là hiếm luôn. Và về cơ bản ấy, đột biến cái này là lưỡi nó trắng tinh, nó không bị ám một tí nào, thì đấy mới gọi là thực sự là có giá trị, có nghĩa là đột biến ngược. Còn khi mà nó lưỡi của nó mà vẫn hơi phớt phớt hồng, kiểu như mọi người hay chơi lan kiếm nó gọi flat, còn địa lan thì có một số cây chưa sạch tinh ấy thì vẫn gọi là lưỡi vàng, lưỡi xanh, lưỡi đỏ. Nhưng thực ra để một cái cây mà nó sạch tinh như thế này thì là một điều khá là khó. Và em biết độ hiếm của những cái cây này nó thuộc dạng rất là hiếm. Chứ còn thì nó cũng là một cây rất hiếm rồi. Đấy, chị nhìn thấy cánh của nó là màu hồng đấy, đúng không ạ? Cánh nó là màu hồng tím, cánh màu tím hồng và cái lưỡi của nó trắng tinh. Thì cái sự đột biến ngược này nó như những cái cây mà em trồng được ấy, tất cả những cái cây ngoài Bắc mà mọi người hay trồng chơi ấy, thì đai châu, quế cáo, tầm sắc, sóc, trồn, rồi thì các loại hoàng thảo khác, thì cái việc mà anh chị sưu tầm hay là những cái loại phi điệp, ý ngọc hay là tam bảo hoàng thảo, tam bảo sắc, hoàng thảo kè này, các thứ thì nó cũng cái đột biến này nó cũng rất là ít, nó đột biến ngược này nó cũng em thấy là nó cũng rất ít. Đương nhiên là nó có một số cây ấy, là nó cũng có đột biến ngược, như chu cây nào nó có thôi, nhưng có cái là cái tỷ lệ nó nhiều hay nó ít đấy, chứ không phải là không có, cây nào cũng có ấy chị nhá, và tỷ lệ nó sẽ là nhiều ít. Như ở đây em Hà Nội nên là cũng không thực sự là sưu tầm được nhiều giống quý bằng những anh chị mà ở trên vùng cao. Nhưng mà để mà trên vùng cao mà có cái gì đẹp thì đa phần là cũng mang về bán về miền xuôi hết. Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, những cây gì đẹp thì em thấy là quy tụ về Hà Nội khá nhiều. Đương nhiên là ở đâu cũng có rất nhiều cây đẹp đấy, nhưng có nghĩa là những cái cây mà đẹp mà mình phải hiểu được nó giá trị của nó cơ. Ví dụ như những cái cây đai châu này thì em nghĩ là nó giá trị hơn rất nhiều so với những cái một số những cái cây đột biến mà mình có thể nhân giống nhanh hơn. Đai châu này thì em có cái cây này mà em cứ nhân thôi, cũng chẳng phải nhân ấy, em còn chưa nhân được luôn ấy, có nghĩa là em cứ nuôi thôi mà nó còn mấy năm liền mà vẫn chỉ một hai anh em mới có thôi. Chứ còn nếu mà để mà có một cây để mà chia thì chắc là phải tầm 5 năm trở ra thì mới có một cây để chia. Chứ nó không đơn giản như là những cái cây khác. Ví dụ như tam bảo sắc hay cùng dòng dáng hương như này thì tam bảo sắc thì nó vẫn nhanh được chia hơn, nhanh được chia giống hơn. Còn như những cái đai châu này thì nó điều rất khó để mà mua được của những người mà người ta hiểu biết về cây, là cũng là một cái khó. Bởi những cái cây đột biến này thường là người ta sẽ giữ lại, người ta nuôi trồng để giữ được, gần như bảo tồn, đã gọi là một cái ý nghĩa gì đó. Chứ em thì cũng chẳng phải bảo tồn, nhưng có những cái cây giá trị quý này là em sẽ để lại để em trồng chăm sóc. Thì khi nào mà nó phải có được vài cây chia ra thì mình mới chia được. Bởi vì thực ra là những cái cây này nuôi rất lâu. Anh chị biết là đai châu nuôi nó rất lâu, nó khoảng từ gọi là chắc là 4 lá đi, 1 năm ấy. 2 đến 4 lá tùy phụ thuộc người nuôi. Đấy là một cây đai châu bình thường, nhưng cái cây này nó là cây đột biến ngược nên là nó nuôi nó chậm, nó rất chậm. 1 năm mới chỉ ra được 1 lá đến 1 lá rưỡi. Đấy là với một cái chế độ chăm sóc gọi là tương đối ổn thì nó chỉ ra được 1 lá đến 1 lá rưỡi. Nó rất là chậm nên là cái việc mà những cái cây đột biến như năm cánh trắng thì nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ vẫn phát triển nhanh hơn, nhưng mà em thấy cái cây ngược này là đột biến ngược này là nó phát triển rất chậm. Nhìn chung phát triển rất chậm. Thế nên là nó cái những cái cây mà mình nuôi được, như các anh chị cũng nuôi ở nhà ấy, thì cũng chơi những cây đai châu này, nó là cây rất là đẹp. Mọi người nên sưu tầm những cây đai châu để chúng ta có một cái vụ xuân để có một cái Tết và một cái xuân rất là ngập tràn và sắc màu. Các loại hoa lan đai châu như là màu trắng, màu tím, màu hồng, màu vàng, màu cam, màu đỏ đốm, màu trắng tím, rồi xanh, rồi các loại trên đời. Đấy, rất là đa dạng. Thì kính chúc mọi người sưu tầm nhiều cái đai châu đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau, những cái cây hoa lan đẹp. Cảm ơn. Xin chào.